Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về chợ An Đông. Thưa quý cô chú anh chị, người ta vẫn nói một cái câu là ăn Bắc mặc Nam. Thì thông thường là người miền Nam đó, về những cái quần áo, mẫu mã, thời trang thì luôn cập nhật và update. Có rất là nhiều những cái mẫu đẹp. Và một trong số những thương hiệu mà Tuấn Dương muốn giới thiệu trong ngày hôm nay đó là thương hiệu Thái Trang, chuyên cung cấp các thương hiệu độc quyền D và T với rất là nhiều những các cái mẫu quần áo đẹp được nhiều quý cô chú anh chị yêu thích. Và kể cả những khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay, nhiều cô chú cũng về đây mua thử rồi mặc thì rất là ưng. Và hôm nay thì mình có liên lạc trước với chị Trang thì chị nói là chị cũng có mới update thêm khoảng mấy chục mẫu nữa, thì mình cũng sẽ ra cập nhật để giới thiệu tới quý cô chú anh chị. Dạ em chào chị. Dạ thưa, xin giới thiệu với quý cô chú anh chị, đây là bà chủ kiêm thiết kế xinh đẹp. Dạ thưa, lúc này chị khỏe không ạ? Ừ, chị khỏe. Dạ thưa chị, cho em hỏi thăm là hôm nay thì chị có khoảng bao nhiêu mẫu mới cập nhật ạ? Hôm nay chị có khoảng 25 mẫu mới. Đúng rồi, và những cái mẫu mới đó nằm trên cái con mannequin nó mặc. Rồi những mẫu mới nằm ở dưới cái sầu để mình trưng bày. Dạ. Chị Thanh sẽ giới thiệu từng mẫu, từng chi tiết rõ ràng cho. Vậy là có trợ lý hướng dẫn đúng không? Chị này chị rất là... Dạ, hello, xin chào em chị. Dạ. Chị có thể giới thiệu giúp em một số những cái mẫu mới mà vừa mới cập nhật được không ạ? Dạ, chắc mình sẽ bắt đầu từ đây đi. Dạ, vâng. Đây hình cái này giống như là chữ victory, là chiến thắng thì phải á. Dạ. Cái này là chị chuyên về giống như là thời trang công sở. Dạ. Thì chị phối hợp là em thấy cái tay này còn kết đây đính hột này, đính hột. Cái này là mình giặt mình sẽ không có sợ bị rớt, không sợ bị rớt luôn, không sợ bị rớt. Dạ. Ha. Rồi chị cũng biết phối là cái này này, tay áo này mà cột lá xe ha. Đúng rồi, nhìn rồi. Cái hình chữ V này, rồi đằng trước quần cũng hình chữ V, như cái thân dây lưng nó nhìn rất là đẹp ha. Chất vải thì mặc vô là cảm thấy là mình mát liền. Dạ. Rồi quần đó thì chị cũng rất co giãn. Từng đường kim mũi chỉ của chị rất là tỉ mỉ. Mà túi quần thì là sâu, em có thể để bỏ phôn vào nó không có bị rớt đúng không chị? Dạ. Quần này là quần ống bát này. Và thưa chị thì ví dụ như cái mẫu này đó thì có nhiều size không thưa chị? Giống như là cái người 50kg, 60kg hoặc 65kg thì có size lớn, size nhỏ không thưa chị? Ở đây chị có đủ size từ từ size S đến 3X luôn. Mà chị có nhiều màu. Vâng. Đó, khi nào mà khách cần lấy sỉ hay gì á, inbox cho chị sẽ có bảng màu chị gửi cho khách. Dạ. Chị vâng. Có từ S, M, L, XL, 2X, 3X luôn. Vâng. Rồi đây là một mẫu công sở, mẫu này cũng công sở đúng không chị? Công sở luôn, nói chung là chị bên chị chuyên về công sở thì nhiều. Đây mẫu này mình thấy màu cũng rất là nhã, còn có thêm cái phối trang trí phối cái phụ kiện này. Rồi. Đi làm thì nhìn cũng đẹp. Vâng, nhìn rất là tây á. Đây không ai nghĩ là Việt Nam mình lại có những nhân tài thiết kế ra những cái mẫu đẹp như thế này. Dạ. Còn mẫu này thì cái này là chất mẫu chất vải nó phi, chất rẻ phi ha em ha, cái này phi cái bóng à thưa phi chị. Bóng. Cổ dạ. Tròn thôi, chỉ là đơn giản thôi nhưng mà mặc vô thì rất là sang. Và nhìn này đeo những cái dây nữa nhìn rất là sang. Đây là cái này. Cái tay áo của chị này ha. Và đây, đây cái tay lồng đèn. Tay lồng đèn để đây còn kết những cái khuy cái nút nữa nhỉ. Đúng rồi. Phối với quần này là màu tím này các bạn này. Đó, rồi có cả ai mà chất muốn vải này thì mặc là không có sợ bị rạn gì hết luôn, rất là mát. Dạ. Thưa chị, cái này mình giặt máy giặt được bình thường đúng không? Hay mình phải giặt tay? Giặt máy giặt cũng được nhưng mà chị nghĩ đồ không sợ, đồ đẹp, muốn cái đẹp thì mình nên giặt tay. Giặt với sữa tắm. Vâng. Mình giặt với sữa tắm thì nó bền màu đúng không chị? Đúng rồi, nó bền màu, giữ màu lâu. Chứ mình bỏ vào máy thì nó nhồi nhồi luôn. Rồi. Máy thì chỉ dùng cho giặt đồ jean. Vâng, tức là quần jean, quần áo dày thì mình mới mặc giặt bằng máy. Còn đồ công sở hoặc là những cái đồ đẹp này thì nên giặt bằng tay. Có hạt này nè. Đính hạt nè. Ồ, những hạt này là mình đính vô đúng thêm rồi, hả chị đúng không? Đính thủ công hết đó em. Mà bảo đảm cho em hàng rất là chất lượng, không có sợ bị rớt đâu. Mà ủi bằng nhiệt á.
Dạ, đây mình sẽ quay cho các bạn coi thấy những cái mẫu nói chung rất là ưng. Và nguyên cái khu này thì mình thấy sạp của chị Trang chịu đầu tư. Rất là đầu tư á. Mỗi một lần lên là một lần mới hoàn toàn. Để em rồi chị ơi, thưa chị, cái mẫu ba mẫu này có vẻ nhìn hao hao giống nhau à? Không có giống đâu nha, mỗi bộ là một vẻ hết. Ôi thế à? Dạ. Cái này là chất giả linen. Linen. Đúng rồi. Chị phối giữa hai màu này cho nhìn màu thấy đen và cái màu da đúng như chị. Vâng. Vâng. Vải linen thì là nó mát. Vâng. Nó nói chung là cái yếu điểm của nó là không có sự co giãn, nhưng vâng. mà mặc vô thì cảm thấy rất là sang trọng. Thưa chị, những cái túi này là đều để được iPhone đúng không? Để được iPhone, nhưng mà của bên chị nha, Mai, là lúc nào cũng cái vải á, cái vải trong túi áo là chị không có phải là để vải khác đâu. Chị cũng là một cùng, chất liệu. Cùng một cái chất liệu đó luôn đúng không? Chứ không phải là giống như có những người đúng ta tiết kiệm. Tôi tiết kiệm, người ta sẽ lấy giấy lọ, giải lót hoặc là những cái vải khác, giải vụn khác để người ta may vào. Thì nhìn cái quần của mình không có chất lượng. Và nó hay bị rách nữa, em thấy nó không có bền nữa. Đôi khi cái túi nó bị rách. Bên chị là vải nè. Đó. Đây, đó, em thấy không? Đúng rồi, đồng chất liệu đồng với chất lại liệu cái... Không có tiết kiệm mấy cái đó, thì một bộ đồ rất là đẹp mà để mà người ta đúng móc rồi. Túi ra cái đúng rồi, cái nó lại là cái chất liệu vải khác. Đây, riêng cái bộ này các bạn này thì áo có cổ này. Rồi đằng trước là mình thấy thêu hai bông hoa hồng đối xứng. Rồi còn có thêm một cái bộ vòng nữa để trang trí. Đây thì đây là cái gợi ý thôi nha các bạn. Còn những cái vòng này thì tùy theo tụi mình, các bạn mua thì có thể thay đổi những các cái đồ trang sức phụ kiện sao cho nó hợp theo cái sở thích của mình. Đây lại một chất liệu tiếp theo. Cái này cũng là linen thưa chị. Linen. Tại hiện giờ là linen đang rất là nhiều người chuộng đúng không chị? Nhiều người chuộng á, nên chị đi theo cái mai theo linen thêm. Em thấy như cái này là mình thôi, mình khỏi cần phải dây nịt nữa đúng không chị? Không cần dây nịt nữa. Cái này mình bỏ áo ngoài quần quần đẹp, nhưng mà chị nghĩ là mình bỏ vào thì nó đi làm công sở. Nó gọn gàng hơn đúng không? Nhìn nó gọn gàng lịch sự hơn. Rồi đây là những cái chất liệu công sở thì mình nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mẫu này, nhiều lắm. Dạ. Rồi ở đây cũng là linen luôn. Vâng. Bây giờ theo quần và áo. Đây, thì quần này thì mình đi cà phê. Và đây các bạn nhìn này, ở ngay kể cả phía dưới ống quần này cũng được thêu rất là tỉ mỉ nhé. Đó. Rồi. Ở phía trước ngực áo này cũng thêm một cái chuỗi hạt này. Đó. Rồi tiếp theo chị ơi, cái này gọi là linen luôn. Đầm liền với này đầm dạng như là đầm suông. Đầm suông. Rồi đầm tới xuông, cổ sơ mi mà nó dài tới tận qua đầu gối nha các bạn. Nói chung là đầm sơ mi thì rất là cổ điển, nhưng mà bên chị đã biết phối hợp theo những cái như là mình phân ra thêm để cái mẫu mã của mình cho nó đẹp á. Nhìn nó phong phú. Phong phú. Đây các bạn nhìn này, mình thấy là thay vì những cái khuy áo đơn giản thì đây là kết bằng những cái nút bọc và có bọc vải đồng màu luôn nhé. Rồi đầm điều trị đều có cái túi hết để cho tiện lợi á, mọi người ta mặc đầm người ta vẫn phải bỏ đúng rồi, cái bóp tiền hoặc là bỏ cái bóp, bỏ cái điện thoại đúng không chị, hoặc là giống như cái chùm chìa khóa hay là cái gì đó. Chỗ thì ai không có bỏ thì để túi. Đúng rồi, em thấy thường là ít bỏ túi, nhưng mà đây là các bạn này chỉ một cái chi tiết nhỏ này thôi, nhưng mà nó mang lại cái giá trị sử dụng rất là tuyệt vời cho các chị em. Mình chỉ cần mặc cái đầm thôi, không cần phải đeo thêm những cái thứ khác nữa. Mình có thể để cái bóp này, hay là điện thoại, vé xe, thẻ xe, một số những các cái đồ dùng cơ bản. Đấy, ở phía dưới này thì mình thấy cũng là được thêu những cành hồng này. Wow, rồi cái này thưa chị, đây là lại là một cái loại hoa gì mà nổi hẳn lên nhỉ? Đây là chị cũng là ghép hoa thủ công thôi, mà mình ghép lại thôi. Cái này thì em thấy như là các bạn nữ trẻ cũng mặc được đúng chưa chị? Không, này chị nghĩ là cũng tầm 30 mấy cũng vẫn đẹp đúng không? Vâng. Nếu mà càng lớn tuổi mặc vào thì ta trông trẻ trung hơn. Nhưng mà ở đây em chỉ thấy có một cái nhược điểm lớn nhất ở đây là không thấy may đồ cho nam á, toàn ưu ái cho phụ nữ đây nè. Nam thì đấy, nếu em cần thì chị giới thiệu. Chị lại giới thiệu. Đây là mình thấy có những rất nhiều những cái mẫu đầm liền này,
À, cổ thì là cổ sơ mi. Nhưng mình phá cách đó, mình phá cách đó, đó là mình làm cái mẫu. Trên này là những cái viền chạy chỉ. Vâng. Cái vải linen này của chị á là em đi tìm chắc không có rồi. À, vậy biết bên chị đó. Vậy ạ. Dạ. Là vải linen này rất là em nhìn thấy. Em thấy cái màu nó cũng lạ nữa. Thưa chị, mình giặt thì có sợ nó bị phai màu không thưa chị? Cái này thì chị nói là nên giặt. Nên giặt bằng sữa tắm thôi đúng không? Nó sẽ giữ màu. Rồi lúc phơi thì mình phơi trong râm mát hay sao? À, chị nghĩ là phơi trong mát thì nó tốt hơn. Dạ. Mẹ. Em chỉ cần vũ một cái thôi là nó cũng đã thẳng rồi. Mẹ. Không cần phải ủ nhiều đâu. Dạ. Đây mình sẽ đi tiếp theo một cái mẫu đầm khác này các bạn này. Đây, trên này là một cái phụ kiện này. Mẫu này chị ưng ý nhất luôn nè. Nhìn nó rất là trẻ trung nhỉ. Sao hôm những cái này rất là tỉ mỉ, cắt bằng laser hết luôn. À, cắt bằng laser nên là nó chứ không có không phải là cắt tay bằng cái vải kéo. Đúng rồi, cắt kéo thì nó không có được, nó không có được mịn đúng không? Như vậy đâu. Mới đầu em nhìn xa tưởng là in á, mà không có phải, đây là cắt từ những cái chất liệu vải khác nữa các bạn. À, sau đó may rất là tỉ mỉ hình những cái bông hoa năm cánh với màu sắc như là màu xanh, màu tím, màu vàng, màu đen, làm cho cái chiếc đầm nó càng trở nên nổi bật. Phần cổ này các bạn này. Đó. Rồi hai tay đều có viền thêm một cái chỉ đen. Dạ. Này chỉ có nhiều màu. Nhiều màu nhiều size đúng không chị? Đúng rồi, nhiều màu nhiều size. Vâng. Rồi một mẫu tiếp theo này. Mình là đàn ông mà mình nhìn còn mê á các bạn ơi. Huống chi mấy bạn nữ hay các cô coi thì chắc là sẽ rất là thích. Cái này là cũng đính đá đấy hả chị? Đính đá luôn đó. Dạ. Đính đá. Nó tỉ mỉ chưa? Đó. Đều đều khiếp hết luôn. Đó. Đính đá. Tay nghề mà của thợ của chị là phải tỉ mà lâu năm lắm rồi đó. Vâng. Đây các bạn này, nếu mà là hàng chất lượng các bạn sờ này, này thấy nó rất là chắc nhá. Cái thứ hai nữa là những cái hạt này đính nó liền liền nhau, nó không có một cái khe hở. Và nhìn ấy, cái bông hoa nó nổi hẳn lên. Rồi, đây tiếp theo một này cái mẫu chất này. Chất vải von. À, chất này vải von. Von thì nó không có co giãn, nhưng mà nó cái ưu điểm của nó là rất là mát. Vâng. Nó không nhăn nữa. Em chỉ cần giặt lên, phơi lên là mặc đi liền, không cần phải ủ. À, vậy ạ. Cái này thì chị nhiều hoa văn lắm 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 luôn. Thưa chị thì ở đây mình chỉ trưng được một cái mẫu thôi đúng không? Nhưng mà nếu như mà các cô chú hay anh chị mà muốn quan tâm ấy, thì lát chị có thể giới thiệu. Rồi xong rồi chị sẽ gửi cho tất cả các mẫu luôn. À, dạ. Vậy là mình có một cái fanpage đúng không chị? Để mình giới thiệu chi tiết nhiều những cái mẫu và các cái màu sắc. Đây một bộ đầm nữa màu tím này. Cái này như là đầm đuôi cá đúng không chị? À, đây nó hơi bóp chỗ này lại và đây nở ra như cái đuôi này các bạn này. Và đầm đuôi cá. Này phù hợp cho đi yến tiệc được. Vâng, đi tiệc. Cái mép tai nè. Em thấy tai rồi, cái vải này với tai này hoàn toàn là vải khác nhau, nhưng mà tụi chị biết là cái màu hai cái màu đúng rồi. Cái tay này nó mềm mà nó bóng hơn đúng không chị? Còn cái này vải chất liệu nó dày đúng không? Mà nhìn mới đầu mình cứ tưởng là một loại vải nhá, mà hóa ra là hai loại vải khác nhau. À, nhưng mà vải này mình làm phải chất lượng nó dày thì nó mới đứng phơm. Vâng. Đứng phơm đằng. Vâng. Còn cái tay này nó phải mềm mại để mình cử động cho nó dễ đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Đây nhìn xa này các bạn nhìn này, thì tưởng như là một chất liệu là cùng một đồng loại nhưng mà không phải. Ở đây như kiểu là cái vải phi bóng đó, phi bóng đó. À, còn cái này là chất liệu này giống như để may, người ta may vét ấy. Nó cứng, nó dựng cái form áo, form đầm. Cái này thì gọi đầm gì chị? Cũng đầm đuôi cá nhưng mà cái tai của chị nó khác. À. Mình phá cách cái này tai, mình cắt hoa hồng. Và cái mẫu này thì lại ở hai bên vai là có đều có bông hoa hồng. Bên đây chị làm vậy, lót của chị nó cũng làm tông màu luôn, thấy không? Đẹp không? Vâng, đây lót tông, sượt tông luôn thì cái này nó không, mặc nó không có dính vô da nhé. Đó. Và nhìn khi mình mặc lên mannequin này các bạn này, trông thấy cái đầm nó rất là suôn. Cái form dáng rất là đẹp, thấy vừa bạn. Ai mà giống như người cũng mignon như này mặc thì thôi rồi.
Rồi chị ơi, còn cái đây thì gọi là gì chị? Đây cũng là đầm sơ mi. Đầm sơ mi nhưng mà bằng là vải xô. Đầm sơ mi đục lỗ nè. Vải xô có đục lỗ. Vậy là cái này phải may hai lớp đúng không chị? Đúng rồi, chị cũng may hai lớp. Là cũng lót luôn nè. À, có một lớp lót đồng màu luôn. Đồng màu luôn. Dạ. Đây rồi, một tiếp mẫu tiếp theo, cái mẫu này cũng phá cách này, mẫu này công thấy nhìn công sở mà cái lại... này là cái này là quần váy thôi chứ không phải là váy quần váy và mặc đi làm thì nó dễ, mình có chạy xe hay gì á thì rất là dễ dàng. Dạ. Rồi. Nhìn ưng quá. Đây mình, các bạn cùng nhìn lại một số những cái mẫu mà chúng ta vừa mới coi qua nhé. Thì cô bác anh chị thích ưng cái mẫu nào đó, lát xíu Tuấn Dương sẽ để cái số điện thoại để cô bác anh chị mình inbox với cửa hàng để xin những các cái thông tin. Nguyên một cái dàn người mẫu Mario Canh này, cô bác anh chị nhìn này, thấy rất là đẹp luôn. Hôm trước thì cũng có mấy khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay cũng tới mua, thì chị có nói là đẹp như là may đo, mặc dù là không phải là chị, tức là không phải là hàng may đo nhưng mà mua sẵn, nhưng mà như là may đo luôn, không có phải sửa chữa gì hết. Và ở đây thì mình thấy là các chị bày là rất là hào phóng về mặt không gian, tức là đi một số những cái tiệm khác ấy, trời ơi mình quanh không có nổi luôn, mình giống như là mình vô thì đụng cái nọ chạm cái kia, không thấy được cái vẻ đẹp của những cái mẫu vì quá trời hàng bày vô. Nhưng mà đây thì mình thấy bày rất là thoáng. Dạ thưa chị, thì những cái mẫu này là mẫu đầm cũng mới ra rồi chứ chị? Cái này là chiếc vải denim á. Denim nhìn nó giống như là jean nhưng mà cái này mỏng mỏng hơn, chất liệu denim. Và cái này là đầm suôn, cũng có túi cũng dễ dàng mình đi làm đây có túi này các bạn này, có túi chúng mình có thể để điện thoại hoặc là bóp hoặc là một số những cái đồ cơ bản thì vô trong này. Giờ đây một cái bộ tiếp theo này, bên chị đang hay chuyên về ren á, đi cả chợ không có ai mà vàng cái ren này cũng lạ quá vàng. Cái ren này thì mình thấy giống như cảm giác thì nó vừa kín kín lại hở hở, trông rất là hấp dẫn. Và cái phần tay này thì không có lót đúng không chị? Mình chỉ lót cái phần phía trước đây thôi. Cái phần thân thì mình lót thôi, còn cái phần tay thì không có lót nhé. Đây là chất liệu ren. Rồi đây còn hai bộ này nữa. Bộ này nhìn đẹp này. Bộ này... bằng vải von luôn. Vải von và cũng có túi nha các bạn. Rồi cổ thì viền đen. Cái này có nhiều mẫu không thưa chị? Cũng nhiều hoa văn. Dạ. Đây mình sẽ quay một lượt cho cô bác anh chị chúng ta coi, nhìn từ đầu tới chân luôn này. Đó, rồi đây cái chất liệu này thì mình thấy lại có một cái bông rất là bự ở phía trước ngực này. Rồi cũng có túi. Túi rất là sâu nha các bạn, túi dài tới tận đây lận này. Để iPhone 15 Pro Max thoải mái luôn nhé. Tay thì đây làm tay lở. Tại bên chị là chuyên về trung niên á, thì mình phải làm tay lở như vậy thì cho nó kính, giống như sự trân trọng, với mình đi tiệc tùng là tay phải tay dài tí xíu tay. Vâng. Dạ thưa chị, ngoài những cái mẫu này ra thì mình còn những cái mẫu nào khác không ạ? Dạ. Bên chị là chuyên. Dạ đây chúng ta sẽ đi qua để coi những cái mẫu kế tiếp. Trước mình thấy có hình trái tim này, trên thì cũng là kết hột này, nhìn màu sắc rất là đẹp. Chút vải thì mặc vào cái thì co giãn. Nó co giãn, nó co chiều ngang thôi đúng chị, đâu có co chiều dài đâu. Chiều dài á. Chị nghĩ coi giãn 4 chiều. 4 chiều à? Đúng rồi. Dạ. Vậy là cái người mà mặc đấy, người ta có thể thoải mập lên vài ký hoặc ốm vài ký có thể vẫn là, okay. là vẫn vừa đúng không? Vẫn vừa. Đó, chị có nhiều màu luôn. Mỗi một màu thì lại là một cái móc khóa hết. Khác nhau hết này các bạn này. Dạ. Đây khóa khác luôn. Ôi trời ơi, nhìn cũng hiện đại quá. Đúng rồi.
Đây khi mua cái này là khỏi phải mua dây nịt nữa, mà chúng ta những cái bạn nữ có thể mua rồi bỏ áo vô trong quần, nhìn trông nó sẽ trẻ trung, năng động. Vậy là rất nhiều mẫu nha các bạn. Đây, nguyên cái dây này mỗi một cái là một cái móc mẫu khóa khác nhau. Cái này thì phù hợp cho cái đối tượng nào thưa chị? Cái này tầm trung niên. Dạ. Mặc cái này thì nó thoải mái chị nhỉ? Chị thấy không sợ mặc nhiều lắm. Vâng. Không sợ. Đây cũng có túi này các bạn này. Túi cũng cùng cái chất liệu với chất liệu vải. Đây. Chị là ở đây là đó. Đó là cái lớp lót là đồng với cái chất liệu vải may nên cái chiếc quần đó. Dạ. Rồi. Đây mẫu bên đây chị. Cái quần váy ấy. Quần váy. Dạ. Quần váy thường mới chị. Vậy thì mình gọi cái này nó cũng giống như là chân váy đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà cái này nó hiện mặt nó nhưng mà nó có ống dễ đúng không? Dàng đi chạy xe hay cái gì. Rồi. Dễ dàng. Coi là chạy xe tay ga ngồi gì cái này là không có sợ không bay sợ đúng không? Không sợ lộ hàng đúng không? Đúng dạ. Vậy thưa chị thì còn ngoài cái chân váy này ra thì mình sẽ phải có cái chị cái có phần trên nữa chứ. Đúng rồi, cái này thì chị ráp với áo. Bên đây. Bây giờ chị thử ráp với một cái áo nào đó đi. Đây. Tức là chân váy thì rất nhiều nha các bạn. Đây chúng ta thử coi này. Vậy đây đúng không? Để em cầm phụ cái này. Đây. Như vậy này, tức là chân váy thì bày một khu riêng. Rồi những cái áo thì cũng bày ở một khu riêng nhá. Vậy thôi bây giờ chị giới thiệu các cái phần áo này đi. Mình thấy ở phên hai bên tay thì cũng đều kết. Kết này là em thấy không có sợ bị rớt đâu. Kết này có vẻ chắc chắn quá. Chắc chắn luôn á. Dạ. Giặt máy cũng không có rớt đâu. Vâng. Đây những cái phần ở trên này đây các bạn thì các cái sản phẩm mình thấy đều có cái chữ D và T này. Đây chị có đăng ký và có đăng ký độc quyền nhãn hiệu và sản xuất hàng chuẩn Việt Nam. Hàng chuẩn của Việt Nam chứ không phải xuất xứ Trung Quốc nhé các bạn. Nên chúng ta hoàn toàn yên tâm bây giờ đồ Việt Nam ấy, nhưng mà may cũng rất là tỉ mỉ rồi đẹp. Thưa chị cái này là gọi là gì ta? Đây là áo ren. Áo ren. Uh-huh. Mà cổ vuông này. Chị có cổ vuông này. Cổ vuông. Chị có cổ. Cổ hình oval. Uh-huh. Dạ. Cổ tròn. Cổ thuyền á. Cổ thuyền. Đây, cổ tròn. Cũng kết trời ơi, cái này làm tỉ mỉ quá trời này các bạn này. Cái này nếu mà các bạn biết mà nếu mà cái này bày ở những các cái shop ở bên Singapore hay là bên Thái Lan nữa. Thì trời ơi các bạn đây, chắc cổ. Nếu mà không có cái chữ tiếng Việt thì chắc mình cũng cổ tim. Dạ. Cổ tim. Rồi cái này phá cắt cái tay đây. Đó. Tay kiểu giọt nước. Trời ơi. Cũng cầu kỳ nghĩ ra đủ kiểu luôn á. Mới kịp. Đúng rồi, bắt kịp cái xu hướng thời trang của thế giới đúng không? Đúng là phái đẹp hèn chi và thấy nhiều chị cái tủ quần áo quá trời luôn á mà cứ đi sắm đồ liên tục. Cổ tròn nè, còn cổ tròn nè. Đây chất liệu ren này các bạn này. Chị có tay lở và có cái tay ngắn không? Tay lở rồi tay ngắn. Đây những cái này thì các cô trung niên mặc cũng được này. Cái đó là để mình phối với chân váy đấy, đúng không chị? Cái này phối với quần cũng được. Quần hoặc là ở đây chỉ có cả bộ luôn đó. Đồ bộ luôn á. Bộ. Vâng. Thôi mình quay sơ sơ một chút cái áo này xong mình sang mình giới thiệu những cái đồ bộ đã phối sẵn rồi. Đây, đó. Cũng là chất liệu ren nhưng mà chỉ phá cách lúc thì tay ngắn, lúc thì tay bồng, rồi tay lỡ, vâng. Rồi tay loa. Vâng. Đó, rất nhiều. Đây là do có lợi thế là bên mình tự thiết kế được chứ nếu không mà bỏ tiền thiết kế ra thì trời ơi, biết nhiều
Biết nhiều tiền mà chủ trả. Chủ là nhà thiết kế mà. À, chị chủ là nhà thiết kế. Cái mẫu này cũng đẹp quá. Đúng rồi, này là cổ vuông. Cổ vuông tay ngắn. Rồi đây này cổ vuông tay lỡ. À, đây các bạn này. Cũng cái tổ cổ vuông tay ngắn này, cổ vuông tay lở này. Tại vì trung niên thường các những cái bắp tay hơi to đó, thì mình mặc tay lỡ như vậy thì nó che được cái khuyết điểm đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Đây, chứng tỏ là chị chủ cũng đã rất là tỉ mỉ trong từng cái thiết kế. Đây một số những cái mẫu áo khác nữa này. À, cái mẫu này là tay dài đúng không chị? Tay dài mà có bo chun đó đây. Vâng, à, chỗ ngoài cái này. Cái này thì lúc mình thích tay dài mình cho thêm mình cứ kéo lên. À, mình kéo lên thì nó chun lại. Động hơn. Vâng, vâng. Cái cổ cũng kết cho nhìn thuyền đẹp. Này, cổ thuyền kết hạt. Nhìn giống như cái cổ áo dài á. Đúng rồi. Dạ. Đây là áo sơ mi. Đây mình thấy mấy cái người đạo Hồi ấy, trời ơi, họ cứ rất thích mặc áo, họ không có mặc áo tay ngắn mà đều phải mặc áo sơ mi tay dài thì họ còn chùm đầu nữa. Đây nữa này các bạn này. Kết những hạt này. Tay này cũng tay thun nhé. Tay thun mà tay khác nhau hết. Vâng. Hoàn toàn là khác nhau nha các bạn. Cứ mỗi một chiếc áo là mang một cái ngôn ngữ thiết kế riêng. Cái này là cổ trụ không bo. Cổ trụ không bo. Không bo. Đây. Rồi, không chỉ tay ngắn là tay dài. Cái tay này là có em có thấy không? À. Xếp tầng. Từng cái xếp theo tầng này, mỗi cái là có đính một cái viên đá rồi. Rồi trên này các bạn nhìn này, hai cái viên đá hình trái tim này. Đó, nhìn rất là dễ thương ha. Một ngày là chỉ bán mẫu này thôi, nó lên trên 100 áo. Wow, vậy ạ. Dạ. Nhìn đẹp quá. Rồi. Đây là von đó. À, cũng chất liệu von. Cái tay này là nó bo lại ở cái chỗ chỉ ha. Đúng hẹp. Vậy thưa chị có nhớ là đây có bao nhiêu mẫu khác nhau không? Một trăm mấy chục mẫu đấy. Dạ. 180 mấy mẫu. 180 mấy mẫu. Cô nói rồi. Dạ. Cái đó giới thiệu rồi. Dạ. Giờ chắc mình qua bên cái đồ bộ này đi. Đây là cầm lê ha. Cầm lê là vừa là có tông xịt tông là vừa quần với là bộ á. À, vừa cả bộ. Kia là chất liệu nhung này. Nhung chị cũng có. Nhung. Nhung vừa là nhung, cái này là nhung tâm nè. Nhung tâm. Vâng. Đó, là nhung tuyết. Nhung tuyết là màu đen này chị. Đúng rồi. Và nhung tâm là cái màu nâu đây. Sọc sọc á. Rồi cái sọc sọc đây. Rồi ở trên là chất liệu dạ hay sao vậy chị? Hay là nỉ? Không không, chất liệu vải dùng tay nhé em. Nhìn rất là nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau nha các bạn. Cổ tim rồi có cổ, không cổ, cổ tròn, cổ thuyền, cổ bẻ. Đây, là cũng đang có khách đang cũng update mẫu mới. Mẫu mới là cứ gửi cho khách, cứ mẫu mới là cứ gửi cho khách. Thì khách chỉ cần nhìn hình ảnh xong rồi, xong là tụi chị là cứ nhìn theo số lượng tụi chị gửi hàng về. Vâng, đây chị đang đóng hàng để gửi đi cho khách đây nhỉ. Dạ. Dạ thưa chị là những cái bịch này là mình đã đóng gói sẵn rồi để theo cái yêu cầu của khách, người ta có tới tận nơi không hay là ta liên lạc bằng cách nào để nhận thưa chị? Khách chỉ cần alo trên Zalo á. Rồi xong rồi là khách ghi một cái danh sách hàng. Vâng. Rồi chị soạn hàng cho khách. Rồi xong chị đóng vào vậy thì chỉ cần như vậy là tụi chị gửi hàng xuống. Vâng. Ở đây thì em nhìn thấy là Cà Mau này, Bạc Liêu này, rồi gì Long Xuyên này, rồi bên đây là Bình Dương này, rất là nhiều tỉnh. Thì thưa chị, như vậy là những cái đây là những cái đại lý của mình ở khắp các tỉnh đúng không thưa chị? Đúng rồi. À, dạ thưa chị, có thể nói thêm là nếu như mà điều kiện để những cái shop mới
muốn lấy hàng của mình về để phân phối để bán á, thì như nào thưa chị? Thì nếu mà là khách hàng mới của chị á, thì muốn làm đại lý thì chú mắt là phải lấy cho chị một mẫu là một dây. Dạ. Là một dây thì từ é đến 3X. Vâng. Như vậy là ok, đã trở thành một khách hàng thân thiết bên chị rồi. Vâng. Còn thưa chị thì kinh doanh ấy thì nhiều khi cũng không ai biết trước được, là ví dụ như mình nhắm là mình thích cái mẫu này, nhưng mà giống như trên thực tế thì mình lấy về mà cái thị trường, cái khu vực đấy người ta không có chuộng đấy, thì bên Thái Trang có cái chính sách nào để mà hỗ trợ khách đổi trả cái mặt hàng nào để lấy cái mặt hàng bán chạy hơn không thưa chị? Có, em bên chị đó là ví dụ như khách lên đó thì nhiều khi cũng thấy cái mẫu của chị như vậy thì thích. Vậy. Xong nhưng mà về lại không bán được. Về thì cái thị trường đấy họ không có hút đúng không? À. Không có hút. Vậy. Thì là bên chị vẫn như là cho trao đổi lại những cái hàng khác. Dạ. Đó. Vậy. Là trong vòng thời gian ngắn là chỉ một tháng là tụi chị sẽ cho trao đổi thôi. Vậy. Và em thấy nói chung là cứ cái mẫu thay đổi liên tục, cứ chừng có lẽ là khoảng không biết là có đến đầy một tháng hay không á, mà một ngày một mẫu, một đến hai mẫu vậy. Như vậy nên là cứ update liên tục, nên là khi mà các đại lý mà trở thành khách hàng của Thái Trang á, thì không có lo là phải đi tìm kiếm mẫu, mà mình chỉ việc lên coi trên fanpage, chỉ việc ở nhà thôi. Chị cứ gửi từng khách luôn, không phải là trang fanpage không. Vâng. Fanpage là chỉ là làm để quảng cáo cho Thái Trang thôi. Dạ. Còn khách hàng sĩ của chị là chị đã sẽ gửi cho từng khách luôn. Ồ. Dạ. Chị sẽ gửi một mẫu như vậy, xong chị kèm thêm là báo cho khách là size. Vâng. Mẫu mã làm khác nhau. Vâng. Nhiều màu của em, tại vì cái này ví dụ như người mẫu mặc cái màu trắng. Vâng. Thì chị sẽ gửi cho khách coi là tất cả các màu. À. Có bao nhiêu màu, bao nhiêu size là chị sẽ báo hết một lượt luôn đúng không thưa chị? Vâng. Đó là các bạn thấy là thưa chị thì những cái sản phẩm này em thấy là như là mình rất là trau chuốt, ví dụ như em nhìn không thấy các cái chỉ thừa này nọ đúng không? Trước khi mà xuất ra mà ra chợ là bên xưởng chị á có một cái đội để phải kiểm tra rất là kỹ mới đi ra. Vì thường là trước đây thưa chị là em đi mua một số quần áo của Việt Nam đó, thì ra chợ nhiều khi ví dụ như những cái chỗ này này, giả sử như người ta thêu xong người ta còn cái chỉ dư, người ta không có cắt đi ấy. Nhưng mình mua của nước ngoài thì không thấy có cái chỉ dư, nhưng mà nhiều có những trường hợp em nói ở là bùa sao cái này không cắt đi, thì họ bảo nó dơ cái chỉ một xíu thì về anh tự cắt đi. Không, bây giờ là bên xưởng chị á đầu tư là cái máy may đó là vừa tới khúc mà kia là nó tự cắt luôn. Vâng. Chứ không phải cùng mình vừa cầm cái kéo nhỏ mình cắt chỉ đâu. Vâng. Bây giờ nó tân tiến rồi. À thế ạ. Dạ vâng. Đó. Rồi em cũng cảm ơn chị hôm nay đã giới thiệu rất là nhiều những cái mẫu quần áo mới update để các khán giả được biết. Cái thứ nhất là biết được những cái mẫu quần áo đẹp, biết được cái khả năng của những nhà thiết kế Việt Nam lúc này như thế nào. Và đây cũng là cái cơ hội để cho những người mà đang kinh doanh hoặc là muốn kinh doanh quần áo thì có thể liên lạc với Thái Trang để có một cái nhà cung cấp uy tín, chất lượng và mẫu mã thì update liên tục. Dạ thưa chị, thì hồi nãy cũng nói chuyện với chị Thanh đó, thì thấy là chị nói là có những ngày mà chị ra 1 đến 2 mẫu, thì em như cá nhân em nghĩ thôi, như, tức là khi mình thiết kế ra một cái gì đó thì mình phải suy nghĩ rồi mình nung nấu, và đôi khi đến một cái lúc nào đấy mình cạn ý tưởng. Thì thưa chị là em muốn hỏi thăm là làm nào để chị có cái ý tưởng phong phú mà chị ra nhiều mẫu mà nó không bị trùng mà lại cứ liên tục như là suối vậy. Dạ. Chị chào em, nói chung là chị rất là yêu cái nghề này. Dạ. Khi mình làm một cái nghề này á, thì là mình đặt cái tâm vào cái nghề. Vâng. Thì khi mình đặt tâm vào cái nghề thì mình sẽ có những cái ý tưởng, cái những cái ý tưởng nó tự nó trong đầu mình nó hiện ra. Và ví dụ như nhiều khi chị đi trên một cái đoạn đường đó, chị chỉ cần nhìn thấy cái bộ đồ đó thì trong đầu chị sẽ có ý tưởng là cái đó có thể mình sẽ đem một cái chi tiết nào cái mình vừa nhìn thấy mình có thể đem về mình thiết kế, đó là cái ý tưởng của mình. Mình nhìn thấy những cái sản phẩm cũng có thể mình coi trên trang web, cũng có thể mình học hỏi thêm những người thầy mà đã từng dạy mình. Và những cái mà mình làm hàng ngày thì nghề nó sẽ dạy nghề. Và nói chung là khi ra một cái sản phẩm mới là
mình đặt hết cái tâm mình vào để mình muốn tạo ra được một cái mẫu mã đẹp cho người mặc. Khi mà mình cảm thấy mình đi ra đường mà mình thấy người ta mặc cái sản phẩm của mình sản xuất ra thì mình rất là thích, thì mình thích là tự nhiên mình sẽ tạo được cái ý tưởng là mình sẽ ra được cái mẫu là cổ vuông hoặc là cổ tròn hoặc là cổ thuyền, tay dài, tay lỡ cho tất cả các mùa, mùa hè rồi mùa đông. Thì khi mình vào thực tế cái nghề á, mình làm nghề thì mình mới biết được là những cái gì mình sẽ cần để mà phát triển. Thì chị cũng học hỏi thêm, chị cũng vẫn học hỏi, dù cho chị đã làm nghề gần 30 năm mỗi buổi tối chị vẫn dành ra một tiếng để chị học thêm. Tức là chị học để update liên tục đúng không? Đúng rồi, chị vẫn học thêm cái chương trình dạy trên online của các bậc thầy. Chị vẫn học thêm những thầy ở Việt Nam và những cái trang mà có dạy ở quốc tế, chị vẫn học thêm. Nên là mình sẽ có thêm nhiều ý tưởng. Nếu mình không học thêm thì ý tưởng mình tới đó nó sẽ kẹt. Đúng rồi. Thì cũng giống như tụi em như này này, trước ví dụ như bọn em viết về website đó, thì dụ như chừng khoảng 20 cái bài đầu em viết rất là nhanh, rất là lẹ. Nhưng mà đến bài thứ 21 ấy, nó bí cái ý tưởng rồi, không biết viết sao nữa vì giống nó bị trùng rồi đó. Thì có bao giờ chị gặp cái lúc mà giống như mình cảm thấy bí ý tưởng, hoặc là mình cảm thấy mình chưa hài lòng về một cái mẫu nào đó mà mình nghĩ ra không? Ví dụ như nhiều lúc những cái mẫu đó mình chưa từng làm qua, mình chưa từng làm qua, nhưng mà mình học vào buổi tối thầy dạy thì cái công thức nó như vậy. Nhưng thực tế là mình phải làm trên cái người của người Việt Nam, người của người Việt Nam, một cái móc sáng người Việt đúng không chị? Của mình, và mình phải theo cái chất liệu vải, nên là những cái sản phẩm ra chị đều cho may mẫu trước, phải cho thử trước cái chất liệu vải này nó có bị rút hay không, chất liệu vải này nó có bị giãn, bị chạy trước khi quá trình mà thợ sản xuất hay không. Nên là hầu như những sản phẩm mà ra trong một cái sản phẩm là chị đều chính tay chị cắt, và chính tay chị sẽ chỉ cho cái người thợ đầu tiên may cái áo mẫu đó. May xong áo mẫu đó hoàn chỉnh rồi thì mới cho khách hàng đón. Vậy cũng là khi ai mặc cái sản phẩm của thương hiệu nhà chị mặc đúng cái size đó thì ra những cái mẫu sau cũng cái size đó là mình Rồi, em cảm ơn chị nhé. Chúc chị nhiều sức khỏe và hy vọng là trong thời gian tới chị tiếp tục cống hiến nhiều những cái mẫu đẹp nữa để làm đẹp cho một nửa thế giới. Chị cũng ao ước là chị có nhiều sức khỏe để chị tiếp tục cái nghề này tới khi nào mà những người phụ nữ vẫn thấy cái thương hiệu DMT là cái mặt cái đồ này rất là thích. Rồi, em cảm ơn chị. Thưa quý cô bác anh chị, ở phần đầu clip khi mà Tuấn Dương có giới thiệu thì quý cô chú anh chị sẽ thấy người mẫu là mannequin mặc áo màu xanh, và trong cái video clip này thì người mẫu lại đang mặc áo màu đỏ. Thì mình sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị một số những cái hình ảnh của người mẫu trong một số những cái tư thế khác nhau để cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Đây, người mẫu nhìn dáng rất là đẹp, mặc cân đối đó, trong một cái trang phục này mình có thể là bỏ áo ở trong quần hoặc là bỏ áo ở ngoài quần tùy theo cái sở thích. Quý vị thích cái kiểu nào? Riêng mình thì mình thích, có lẽ là thích cái kiểu là bỏ áo trong quần thì nhìn có vẻ rất là đứng đắn, lịch sự. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà quý khán giả mà thích cái sự thoải mái thì mình có thể để áo ở ngoài quần. Và để cho khán giả tiện theo dõi thì Tuấn Dương sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả để cô bác anh chị mình bấm vào coi và lựa chọn cho mình những cái mẫu ưng ý. Tuy nhiên thì mình xin giới thiệu thêm là đối với những cái sản phẩm thì đều được giới thiệu chi tiết ở trong fanpage, là có những size là từ size M, size L, XL và 2XL. Có các màu như màu đen, màu kem, màu ngói, màu xanh. Và shop thì có hỗ trợ đổi size hoặc màu. Và nếu mà quý cô bác anh chị có những cái yêu cầu đặc biệt thì hãy inbox hoặc là điện thoại trực tiếp để shop mà cũng như là công ty sẽ nhận cái yêu cầu này và đáp ứng theo cái yêu cầu của quý khách. Đây, ví dụ như là đây là cái mẫu đầm mà mình có quay ở trong clip, thì các bạn nhìn đây là hình ảnh người mẫu của chúng ta mặc này đó. Trên fanpage của công ty thì có rất là nhiều những các cái mẫu và được update liên tục
kèm theo những cái bài giới thiệu. Ví dụ như đây là một cái bài giới thiệu về đầm suông với những cái size như là từ M cho tới 2XL và các màu sắc khác nhau. Đi hai bộ thì sẽ được miễn ship. Thì Tuấn Dương xin chia sẻ ngắn một chút để quý cô chú anh chị chúng ta cập nhật, và khi mình muốn tìm hiểu thêm để đặt hàng, mua hoặc là may, rồi thậm chí là kinh doanh, thì quý cô chú anh chị hãy bấm vào những cái đường link chi tiết ở dưới phần mô tả để tìm hiểu thêm. Và xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi.